hồn lắm. Chị ơi đấy, nào qua nó sang đây nó có cái bí nó đeo vào người, thế nào nó mới te là muốn con bí. Thế cháu mới gọi bà là sẽ đi vào đây là cháu mới được tiền không nào. Thế là nó mất ra nó mất tiền, thế là cháu mới bảo là sẽ đi bà đưa cho một đồng. Thế là nó cũng cầm cái đồng, nó cầm rồi thế xong về sau cái nào nó cứ ông ơi ông khi hậu, để ông có lại cắt lần trước thì ông cũng không biết, không ăn kẹo.